Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 chiều nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, vào trưa nay 26 tháng 5, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở trong nước, bao gồm tại Bắc Giang là 27 ca, Bắc Ninh là 4 ca, Hà Nội 6 ca, Điện Biên, Hải Dương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đều 1 ca. Như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế công bố tổng cộng 120 ca nhiễm COVID-19. Số ca nhiễm mới trưa nay đưa tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang là 1.481 ca, Bắc Ninh 560 ca. Địa bàn thủ đô Hà Nội là 335 ca, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 90 ca, 49 ca ở Bệnh viện ca, Điện Biên 56 ca, Hải Dương 51 ca. Số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 2.913 ca ở 30 tỉnh thành trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn huyện này vừa phát hiện có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 là những nhân viên y tế ở địa phương. Cụ thể, sau nhiều ngày tham gia đi lấy mẫu xét nghiệm, đánh giá dịch tễ đưa các F0 đi cách ly, vào ngày 25 tháng 5, 3 nhân viên y tế ở huyện Việt Yên đã dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có 2 nhân viên y tế công tác tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên, 1 nhân viên y tế công tác tại trạm y tế xã Tăng Tiến. Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh COVID-19 ở huyện Việt Yên rất phức tạp, đặc biệt là khu công nghiệp Vân Trung và khu công nghiệp Quang Châu. Hàng ngàn công nhân đã dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đã huy động tổng lực các nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã vừa gửi thư biểu dương đánh giá cao những cống hiến nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ các cán bộ y tế chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. Trong thư, người đứng đầu Chính phủ đã nhận định COVID-19 là đại dịch đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và phức tạp, gây ra cuộc khủng hoảng y tế và những hậu quả về kinh tế xã hội rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội trong nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, những nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, tận lực, không quản ngại sự vất vả, gian nan, hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch trong thời gian qua. Theo người đứng đầu Chính phủ, chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh và những cán bộ nhân viên y tế là những chiến sĩ áo trắng đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Thưa quý vị, ngay sau khi xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp Bắc Giang trong chiều ngày hôm qua 25 tháng 5, Bộ Y tế đã ra công văn hỏa tốc và kêu gọi các đơn vị y tế trên cả nước dùng lực hỗ trợ cho địa phương này. Với những kế hoạch hành động và sẵn sàng hỗ trợ cho các đơn vị khi cần chi viện, ngay khi nhận được chỉ đạo của Bộ Y tế trong chiều hôm qua 25 tháng 5, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã thiết lập ngay đội phản ứng nhanh để chuẩn bị đến Bắc Giang trong thời gian sớm nhất. 8 giờ 30 phút sáng nay, 13 thành viên trong đội phản ứng nhanh đã xuất phát lên đường làm nhiệm vụ. Đội do bác sĩ Trần Thanh Linh là phó khoa hồi sức cấp cứu làm trưởng đoàn, cùng 12 thành viên ở nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong ekip có các bác sĩ nhân viên y tế đã từng tham gia chống dịch tại thành phố Đà Nẵng, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hệ thống chăm sóc đặc biệt chạy ECMO, điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là đối với các bệnh nhân nặng. Ngoài ra, ekip sẽ giúp Bắc Giang xây dựng bệnh viện dã chiến trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, thành phố Bắc Ninh cũng đã vừa quyết định lập 84 chốt cứng để hướng các phương tiện và đi vào những tuyến đường có các chốt mềm, nơi có lực lượng liên ngành túc trực 24/24 giờ giám sát quản lý, cùng với đó là một chốt liên ngành cấp thành phố tại vị trí gần trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh. Cụ thể, tại tỉnh Bắc Ninh hiện có 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 30 chốt mềm, 84 chốt cứng. Các chốt cứng được tạo thành bằng gạch bê tông hay dàn hàng ô tô để điều hướng phương tiện vào những chốt có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe taxi, đồng thời không cho các phương tiện này ra vào thành phố. Đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết được ra vào nhưng phải đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sáng nay 26 tháng 5, Trung tâm Y tế Hòa Vang Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và trao giấy ra viện cho 2 bệnh nhân COVID-19. Các bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân 3297, nam 38 tuổi, trú tại Đà Nẵng, bệnh nhân 3402, nữ 27 tuổi, trú tại Đà Nẵng. Sau quá trình điều trị tích cực, bệnh nhân đều ổn định sức khỏe, không sốt, không ho, không khó thở và có kết quả xét nghiệm 2-3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trung tâm cũng chuẩn bị các dung dịch nước súc miệng, thức uống bổ dưỡng, khẩu trang y tế để các bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà. Hiện thì Trung tâm Y tế Hòa Vang đang theo dõi điều trị cho 69 bệnh nhân COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu tạm dừng hoạt động từ 12 giờ trưa ngày hôm qua. Tuy nhiên, sau một ngày ban hành công điện số 11 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thì vẫn còn một số cửa hàng mở cửa đón khách. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. Một quán cà phê trên phố Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù đã có thông báo ngừng hoạt động đón khách tại cửa hàng từ trưa hôm qua, thế nhưng cửa hàng này vẫn mở cửa đón khách. Bàn ghế vẫn bày ngoài vỉa hè, khách vẫn ngồi tụ tập, chỉ đến khi có cơ quan chức năng đến nhắc nhở mọi người mới rời đi. Dù cửa hàng có dán bảng thông báo mua về cho khách hàng, phải chăng đây chỉ là hình thức để đối phó với cơ quan chức năng? Còn một quán trà đá bên cạnh con phố này cũng bất chấp lệnh cấm vẫn bán hàng tại chỗ. Cửa cuốn vẫn kéo lên, cho đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới vội vàng tuân thủ. Trái ngược với hình ảnh trên, nhiều cửa hàng trên phố Nguyễn Du đã nghiêm túc chấp hành, tạm dừng hoạt động đón khách và chỉ mang về. Mặc dù có đôi chút bất tiện, nhưng thực khách vui vẻ chấp hành. Ngoài thì có thể là mình dính dịch lúc nào cũng không biết được, nên mình phải cẩn thận thôi. Cũng có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mà bây giờ dịch bệnh thì mình cũng không biết được, mình cũng phải chấp hành thôi. Hàng mà cần bọn em ship đến tận nơi ấy, thì bên em sẽ có khẩu trang đầy đủ. Và khi giao hàng cho khách thì bên em sẽ hạn chế tối đa cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, mà giữ khoảng cách tối thiểu nhất. Không chỉ với cái quán của bên em nói riêng mà tất cả các cái mình kinh doanh nói chung ấy, thì chắc chắn là nó sẽ là một cái gọi là giảm sút rất nhiều so với cái doanh thu của bọn em. Nhưng mà đấy cũng là cái điều nên làm trong thời điểm hiện tại. Là nó sẽ khó khăn rất nhiều, nhưng mà có điều là mình phải quán triệt thôi, chứ nếu không mà để nó bùng phát ra thì rất là khó khăn và khổ sở. Không phải là cho cả người dân nữa mà kể cả chính phủ. Hiện nay, Hà Nội có rất nhiều ca bệnh trong cộng đồng, không rõ nguồn lây, lịch sử di chuyển lại rất phức tạp. Chính vì thế, tạm thời đóng cửa các hàng ăn uống và cắt tóc gội đầu, hạn chế ra đường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch là chúng ta đang bảo vệ bản thân và hỗ trợ chính quyền trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục với các thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, nhà chức trách của Thái Lan công bố số ca tử vong do COVID-19 tại nước này trong ngày cao nhất từ trước đến nay, với thêm 41 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca không qua khỏi tại quốc gia Đông Nam Á này lên mức 873 ca kể từ đầu mùa dịch. Thái Lan cũng đã công bố thêm hơn 2.400 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc mới tại nước này lên hơn 137.800 ca. Làn sóng COVID-19 thứ 3 từ đầu tháng 4 vừa qua đã buộc chính phủ Thái Lan đã phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế, làm gia tăng lo ngại động thái đó sẽ cản trở đà phục hồi kinh tế của đất nước. Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2021 xuống 1,5-2,5% so với ước tính tăng trưởng từ 2,5-3,5% trước đó. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại quốc gia này đã tăng trở lại ngưỡng trên 200.000 ca sau khi vào ngày 25 tháng 5, nước này ghi nhận mức tăng dưới 200.000 ca, khoảng 196.000 ca nhiễm mới. Dù vậy, các chuyên gia tin rằng ở cấp quốc gia, làn sóng COVID-19 đang suy yếu. Số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày qua đã giảm đều đặn trong 2 tuần, kể từ sau khi đạt đỉnh vào lúc 392.000 ca. Nhưng không phải tất cả các bang của Ấn Độ đều chứng kiến xu hướng giảm chung đó. Điều này khiến một số các chuyên gia y tế lo ngại làn sóng COVID-19 thứ 2 chưa qua đỉnh. Tính đến ngày hôm nay, ngày 26 tháng 5, tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Á này đã vượt mốc 27 triệu ca. Sau nhiều lần trì hoãn, vào ngày hôm qua, chính phủ Mexico thông báo sẽ bắt đầu xuất khẩu vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca cho các quốc gia khu vực Mỹ Latin trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác chung với Argentina. Vào tháng 8 năm ngoái, Mexico cùng với Argentina đã đạt được thỏa thuận với hãng dược AstraZeneca để sản xuất 150 triệu liều vaccine cung cấp cho các nước Mỹ Latin, ngoại trừ Brazil. Theo thỏa thuận này, hãng dược MABCS của Argentina sẽ cung cấp thành phần hoạt chất và công ty dược Lamont của Mexico sẽ đảm nhận khâu bào chế, đóng gói và vận chuyển vaccine. Giới chức của Mexico cho biết việc vận chuyển vaccine đến Argentina và các nước Mỹ Latin sẽ được triển khai ngay sau khi hãng AstraZeneca thông qua lần cuối cùng việc cấp phép sản xuất tại hai nước trên trong tuần này. Dự kiến trong lô đầu tiên khoảng 1,5 triệu liều vaccine theo thỏa thuận trên, Mexico chuyển đến Argentina 800.000 liều và giữ phần còn lại. Bộ Y tế Chile thông báo bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dưới 30 tuổi trong khuôn khổ chương trình tiêm chủng đại trà trong nước. Và cho tới nay, 50% dân số của Chile đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo bộ trên cho biết, Chile đặt mục tiêu tiêm chủng cho hơn 15 triệu người dân, tương đương 80% dân số vào trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Trong đó, nhóm đối tượng từ 18 đến 29 tuổi chiếm khoảng 23%.
Giới chức của Chile cho biết đến nay hơn 9 triệu người dân nước này đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, trong khi hơn 7,5 triệu người đã hoàn thành cả hai mũi tiêm. Dù vậy, giới chức nước này vẫn cảnh báo người dân không được lơ là các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến ngày hôm qua, Chile đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 28.000 người đã tử vong. Một tỷ lệ rất nhỏ, chiếm khoảng 0,01% trong số những người đã tiêm vaccine đầy đủ tại Mỹ bị mắc COVID-19 sau đó. Đây là kết quả nghiên cứu công bố mới của chính phủ Mỹ, một lần nữa khẳng định hiệu quả rất lớn của vaccine trong việc ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu được tiến hành đối với 101 triệu người đã nhận được đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4. Giải thích về khả năng mắc bệnh dù đã tiêm vaccine, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, ngay cả đối với những loại vaccine được chứng minh hiệu quả cao, thì các trường hợp mắc bệnh hiếm gặp vẫn nằm trong dự liệu trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng. Và đến nay, gần 164 triệu người Mỹ, tương đương 50% dân số, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi 39% được tiêm chủng đầy đủ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức cập nhật COVID-19 chiều nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.